nổ cái sắt được. Cắn một con cá. Cảm ơn. Cái sắt bự. Cái đó là gì? Rồi nổ cái luôn rồi. Bao nhiêu? Mày khô ha, vô này này khô. Ê, đậu lên luôn. Cải lên thôi. Thôi vô vô được hai con chạy. Ôi, hai chục cơm đẹp ghê không, vô là hai thằng luôn. Cơm nữa.
Cơm thức ăn nha, cả